Đây là tựa game Genshin Impact, mình mở độ phân giải 2.8K luôn. Nhưng mà CPU của nó chỉ nóng lên 70 độ C. Quá là tuyệt vời. Cảm ơn và xin chào anh em đã đến với laptop TCC. Chiếc laptop này có tên rất dài, Asus ZenBook 14 OLED, được mệnh danh gần như là laptop gaming mỏng nhẹ luôn, mặc dù là không có card rời. Tại vì sao? Bây giờ có những cái tựa game ấy, nó chỉ ăn CPU thôi và ăn cái card rời ấy rất là ít. Chúng ta sẽ có là i5-1240B, nó cực kỳ mạnh nhá, khi có 12 nhân thực và 16 luồng. Sang đến RAM thì quá là củ chuối đi, chúng ta chỉ có là 8GB thôi, nhưng mà lại còn hàn chết trên main nữa. Công nhận là laptop mỏng nhẹ thật. Ui dồi, nóng thế nhở, cái mặt đáy của nó quá nóng luôn. Vì vậy mình sẽ kê cao chiếc laptop này trong quá trình chơi game. Còn anh em muốn mát thêm thì mình có một option đây, rất là rẻ thôi, khoảng 100.000. Đó là sò lạnh của điện thoại, mình sẽ để ở vị trí này hoặc là để ở phía dưới. Đầu tiên mình phải thú thật với anh em là ở đây thì mình đang có môi trường là điều hòa khoảng 26 độ C thôi nhá. Lag lắm, không chơi được rồi, thằng này rất là lag. Nhưng mà nhiệt độ cũng ổn phết nhờ, không quá 80 độ C đâu. Mình sẽ bật mí thêm một cái thông tin rất là nhỏ nữa. Đây chỉ là một chiếc mà laptop văn phòng thôi, nhưng mà cũng được trang bị màn hình là 100% sRGB cho anh em tha hồ mà xem phim này. Mà nhiều con laptop gaming chỉ có khoảng 60Hz thôi nha. Nói thật thẳng với nhau như thế. Còn này 90 luôn, độ phân giải là 2.8K. Đấy, nó mượt thôi rồi, nhưng mà nói chung là chơi cái game này nó lag quá thì nó cũng chẳng tận dụng được cái màn hình đấy đâu. Vẫn combat ổn phết đấy chứ nhỉ. Đấy, vẫn đánh được này. Đây là môi trường điều hòa, nó còn lên khoảng 73-74 độ C này. Ôi trời ơi, tụt xuống 9 FPS, tầm này không chơi được rồi. Mình chuyển về Full HD nhá. Mình sẽ để độ phân giải là Full HD cộng đi. Rồi, vào chơi nhá. Vừa xong là còn chơi cả Valorant mà vẫn được khoảng 40 FPS cơ mà. Mình thoát ra rồi nhá. Bây giờ thì chơi mỗi Genshin xem nó được bao nhiêu. Ôi giời, ổn định phết được cái mức là 40 đây. Như thế này anh em văn phòng cứ kê cao cái máy lên mà chơi nhá. Còn nếu muốn mát hơn ấy, anh em mua thêm cái quạt mà để ở bàn cho nó phả vào mặt. Chứ cái quạt tản nhiệt này không mát hơn là bao nhiêu đâu. Như thế này thì nó mới cháy được. Đấy, anh em thấy mùi khét không? Vẫn được hơn 100 FPS đây này. Liên minh huyền thoại khi chơi về độ phân giải Full HD vẫn cực kỳ là tốt. Chúng ta sẽ được hơn 100 FPS. Ở màn chọn tướng thì Valorant vẫn được khoảng 60 FPS. Nhiệt độ phòng của mình lúc này khoảng 28 độ C. Mình vào setting ở trong Valorant. Và ở đây độ phân giải màn hình đã là 2.8K. Tần số quét là 90Hz. Nó phải hoành tráng luôn phải không anh em. Một chiếc laptop không có card rời mà chơi mượt như thế này, với cái tần số quét khoảng 90Hz thì mình thấy là khá mượt. Có một điều là khi mà mình sờ tay vào đây thì cái gió nóng ấy nó thổi ra ở cái vị trí này mà cảm giác khá khó chịu. Thời điểm hiện tại nếu mà các bạn mua máy để chơi game nhưng mà lại muốn mỏng nhẹ thì vẫn là mua laptop gaming mỏng nhẹ thì hơn. Tổng kết lại của video thì Asus ZenBook 14 OLED thật sự là test game cũng khá là ok đúng không anh em? Anh em hoàn toàn có thể chơi được Valorant này, chơi Genshin Impact và thậm chí là chơi Liên minh huyền thoại khoảng hơn 100 FPS luôn. Cảm ơn anh em đã xem video, nếu thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ team mình. Link bảo hàng cho anh em quan tâm mình để ở phía dưới phần mô tả hoặc game comment. Xin chào và hẹn gặp lại.